Bây giờ là 1 giờ sáng, những vị khách cuối cùng của quán bar cũng rời đi. Ở cuối con phố, quán bar cuối cùng cũng chuẩn bị đóng cửa, ngoại trừ việc người pha chế đang gặp khó khăn trong việc đuổi một khách hàng. Ngồi ở quầy quán bar, một gã bợm rượu đang đòi uống thêm một ly nữa. Người pha chế khó chịu, cào nhau. Gã bợm nhậu này say xỉn và người pha chế chỉ muốn xong việc để về nhà. Đã đến giờ đóng cửa, người pha chế gầm gừ. Một ly nữa. Gã bợm rượu phản đối, lắc chiếc ly rỗng của mình để nhấn mạnh: tôi có tiền. Ông ta bật cười trước những lời nói của mình. Tiếng cười khúc khích của ông ta kết thúc bằng một tiếng ợ lớn, thổi một làn hơi vào mặt người pha chế. Chính là người này. Gã đã là cả ở quán bar và gây rối suốt đêm, người pha chế đã chịu đựng đủ. Hãy ra khỏi đây, người pha chế nói khi ông ta đẩy gã bợm rượu đang chao đảo ra khỏi cửa. Uống đủ rồi, gã bợm nhậu rên rỉ và bước đi siêu vẹo ra đường. Những ly rượu suốt đêm đã khiến ông ta thực sự say. Ông ta cũng không thường xuyên có tiền để đốt, nhưng khi có tiền, ông ta thích tiêu nó ở đây. Giá cả phù hợp và các cuộc trò chuyện vừa đủ, đó là lý do mà ông ta thích ở đây. Gã bợm nhậu quay lại, có ánh lửa trong mắt. Ông ta đang hăng và không quan tâm rằng người pha chế cao lớn hơn ông ta nhiều. Ngay bây giờ, tất cả những gì ông ta có thể thấy là màu đỏ. Đừng nói với tôi là uống bao nhiêu là đủ, ông ta lẩm bẩm, giơ nắm đấm như chuẩn bị ra đòn. Nhưng người pha chế đã đóng sầm cửa vào mặt ông ta. Bị khước từ, ông ta quay lưng và bước chậm rãi liêu xiêu trên đường phố. Thằng pha chế ngu ngốc, ông ta lẩm bẩm, lật cổ áo lên trước cái lạnh buốt của không khí ban đêm. Ông ta ước rằng mình có thể uống thêm một ly nữa để làm ấm bụng trước cái thời tiết giá lạnh này. Ông ta say đến mức không ngừng suy nghĩ rằng người pha chế đã làm ơn cho ông ta bằng cách tránh đánh nhau. Không có cách nào mà ông ta có thể thắng trong trận đánh nhau đó. Ngay cả khi ông ta đang ở thời kỳ sung sức nhất, hay khi người phục vụ rượu không to gấp đôi ông ta, thì anh ta cũng không có khả năng để chiến đấu. Tầm nhìn của ông ta mờ đi và đầu ông ta choáng váng. Trên thực tế, ông ta hầu như không thể đứng thẳng. Nếu biết suy nghĩ, ông ta có thể sẽ loạng choạng về nhà và ngủ. Nhưng đêm vẫn còn sớm, ông ta chưa sẵn sàng từ bỏ. Ông ta đi bộ xuống phố, quan sát cả con phố với hy vọng tìm được một quán bar khác. Không may, mọi cửa sổ đều có biển, đã đóng cửa. Ông ta chửi thề trong hơi thở, thật xui rủi, mình phải làm gì ở cái thị trấn này, ông ta tự hỏi. Ngay khi ông ta bắt đầu từ bỏ hy vọng, ông ấy phát hiện ra thứ gì đó lóe lên trong ánh sáng phản chiếu của đèn đường. Ông ta loạng choạng lại gần để nhìn rõ hơn và không thể tin vào mắt mình nữa. Cuối cùng, vận may của ông ta đã đến. Ai đó đã bỏ cả nửa chai. Chà, xin chào người bạn nhỏ, ông ta nói. Ông ấy cố gắng tập trung, nhưng thế giới đang quay. Trong lúc bối rối, ông ta nghĩ rằng mình đã nhìn thấy ảo giác. Nhưng không, ông ta có thể cảm nhận được sức nặng của chai thủy tinh trên tay. Và ông ta biết rằng đó là thật. Ai đã bỏ rơi mày vậy? Ai lại để một cái chai còn rượu tốt ở đây cơ chứ? Ông ta nhận ra thương hiệu này chỉ còn khoảng 3 ngón tay là chất lỏng, nhưng có vẫn hơn không. Một số người có thể chùn bước khi uống một chai rượu ngẫu nhiên mà họ tìm thấy trên đường phố. Nhưng gã bợm rượu không nghĩ đến điều đó. Ông ta nâng cái chai lên và tu hết. Nó nóng khi ông ta nuốt xuống, đúng như một chai rượu bình thường. Ông ta thở ra hài lòng khi cảm thấy chất lỏng đang làm ấm bụng mình. Hoàn hảo, đây mới thực sự là rượu ngon. Nhưng những gì xảy ra tiếp theo khiến ông ta ngạc nhiên đến mức không thể tin vào mắt mình. Vẫn còn chất lỏng trong chai. Ông chớp mắt, tự hỏi liệu có lẽ bộ não say xỉn của mình đang giở trò phải không. Nhưng ông lắc lắc cái chai một cách thận trọng và nhận thấy có chất lỏng bên trong. Đó không phải là ảo giác. Ông ta uống hết một hơi. Thông thường, ông ta sẽ làm rơi chai xuống đất và vấp phải nó. Nhưng có điều gì đó khiến ông ta dừng lại. Ông ta giữ chặt nút cổ chai và nâng nó lên nhìn lần nữa để xem xét lại. Và chắc chắn vẫn còn nhiều chất lỏng trong chai. Gã bợm rượu không thể tin vào vận may của mình. Ông ta cảm giác như thể mình đã trúng xổ số. Ông ta đã tìm thấy một chai rượu không bao giờ cạn. Đầu óc của ông ta quay cuồng với những suy nghĩ đó. Gã pha chế đó nghĩ rằng hắn thật sự thông minh ư? Ông ta lẩm bẩm một mình khi bước đi không vững. Nhưng mình không cần hắn nữa. Để xem mình có thèm đến cái quán bar ngu ngốc của hắn nữa không. Hắn vừa mất đi khách hàng tốt nhất. Bây giờ, tao đã có mày rồi. Tao không bao giờ cần phải trả tiền cho rượu nữa. Đây là ngày tuyệt vời nhất trong đời. Ông ta thở, giơ tay của mình ăn mừng. Ông ta gần như bước đi lảo đảo trở về nhà, một căn hộ tồi tàn ở phía kia của thị trấn, trước khi ngã gục trên sàn nhà.
Ánh nắng ban mai khuấy động khu nhà và ông ta đứng dậy với một tiếng rên rỉ. Toàn thân ông ta đau nhức, miệng cảm thấy khô khốc. Đó là điều đương nhiên sau một đêm uống rượu. Nhưng cảm giác nôn nao này lại khác. Ông ta gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu khi tâm trí của ông ta quay trở lại cái chai kỳ lạ không bao giờ cạn mà ông ta đã phát hiện vào đêm hôm qua. Nó đang nằm nghiêng trên sàn cạnh ông ta. Ông ta với lấy chiếc chai bí ẩn chỉ để thấy rằng thực ra đêm hôm trước không phải là một giấc mơ. Chai vẫn còn nhiều như đêm hôm trước. Ông ta không thể giải thích, nhưng ông ta lại không muốn đặt câu hỏi về vận may của mình. Ông đứng dậy, chậm rãi bước vào phòng tắm. Ông cảm giác chóng mặt khác biệt với những lần trước đây. Đầu ông đau như búa bổ và cổ họng khô khốc. Ông cảm thấy lưỡi sưng và tê trong miệng. Nhưng ông ấy biết cách xử lý. Một ít lông chó là tất cả những gì bạn cần để đỡ bớt những cảm giác sau khi say này. Ông thử uống một ngụm nữa từ chai, nhưng lần này nó mang lại chút nhẹ nhõm. Và ông ta cũng nhận thấy một điều khác lạ. Đó là da đầu của ông ấy bắt đầu ngứa, không thể ngừng gãi. Ông ấy cảm giác như mình đang gặp phải vấn đề với gàu tồi tệ nhất thế giới. Có lẽ mình nên đi tắm, ông nghĩ. Ông cởi quần áo và bước vào bồn, vặn đầy nước nóng và để chảy qua người. Vòi hoa sen chỉ mang lại cho ông ta sự nhẹ nhõm tạm thời. Sau đó, khi ông lau khô người, khăn mang lại cảm giác thô ráp và mài mòn da của ông. Da của ông ta bong ra từng mảng lớn và móng tay của ông ta để lại những vệt đỏ. Đó là cái gì? Có phải máu không? Ông ta kiểm tra các ngón tay của mình để thấy rằng móng tay của mình đã dài ra như móng vuốt. Với một tiếng hét sợ hãi, ông ta cắn chúng đi. Rất dễ để làm. Mặc dù trông chúng có vẻ ngoài ghê gớm, nhưng móng tay của ông ta lại yếu và dễ gãy. Gần như thể ông ta đang đối phó với tình trạng thiếu canxi đột ngột. Điều gì xảy ra với ông? Ông nhớ lại tất cả những lời cảnh báo từ hồi ở trường, khi họ thường kéo mọi người đến nghe cảnh sát địa phương thuyết trình. Vào thời điểm đó, ông ấy đã chia giễu danh sách dài những hậu quả nghe có vẻ đáng sợ của việc uống rượu. Nhưng bây giờ, ông ấy không chắc lắm. Chắc chẳng có gì đâu, ông ta nói khi soi mình trong gương, trong phòng tắm. Da của ông ấy có nhiều lấm tấm và nhiễm trùng. Không mất nhiều thời gian trước khi tóc và móng tay của ông ấy mất kiểm soát. Tóc của ông dài xuống đến vai, bong ra thành từng mảng lớn xù xì nếu ông luồn tay qua nó. Những móng tay như móng vuốt của ông liên tục bị gãy và nứt cho đến khi các đầu ngón tay của mình đẫm máu và nhanh chóng bị ngứa và nhiễm trùng. Nếu những thói quen thường ngày khiến ông ấy trông rất tệ, thì bây giờ trông ông ấy thực sự rất kinh khủng. Trong một tuần tiếp theo, ông ta hầu như không rời khỏi căn hộ. Ông ta kéo rèm cửa và tắt đèn, sợ rằng ai đó có thể nhìn thấy mình. Khi chủ nhà đập cửa và la hét rằng tiền thuê nhà của cậu đã trễ và yêu cầu đóng tiền, ông ta không trả lời. Ông ấy đợi. Chủ nhà tạm thời bỏ cuộc. Tốt, gã bợm rượu nghĩ. Nó sẽ cho ông ta thời gian để suy nghĩ, thời gian để tìm ra những gì phải làm với căn bệnh của mình. Ông ấy biết rằng có điều gì đó không đúng. Hiện tại, nhiều người pha chế trong khu vực có lẽ đang thắc mắc, không biết ông ta đã đi đâu. Thực sự, gã bợm nhậu thường sẽ không biến mất như vậy. Thực tế, ông ta là khách quen của tất cả các quán bar ở thị trấn này. Chắc phải là một thứ gì đó rất quan trọng mới khiến ông ta tránh xa thứ chất độc yêu thích của mình. May mắn thay, ông ta vẫn còn cái chai không đáy để an ủi trong thời gian này. Gã bợm rượu chắc chắn rằng ông ta đã bị một con gì đó cắn, nhưng ông ta không nghĩ rằng ông ta có thể đợi nó hết. Tất cả những gì ông ấy cần làm là vượt qua tuần tới và mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhấm nháp đồ uống miễn phí giúp ông ấy vượt qua thời gian này trong khi chờ đợi sức khỏe của mình trở lại. Thật không may, mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn đối với ông ta. Tóc và móng tay của ông ta cứ dài ra đến mức ông ấy gặp khó khăn khi nhấc cái chai lên mà móng tay xoắn của ông ta không cản được. Da khô bong chóc của ông ta cũng thay đổi, trở nên dày và như da, và treo ông ta thành những nếp gấp lớn như da của một con voi hoặc một con tê giác. Da của ông ta tiếp tục phát triển. Các nếp gấp trên đầu gối của ông ta dần dần buông thõng xuống thấp hơn cho đến khi chúng chạm đất. Giờ đây, việc di chuyển khó khăn hơn vì ông ấy đang phải mang theo quá nhiều trọng lượng. Ban đầu, ông ấy nghĩ rằng mình chỉ bị một con bọ khó chịu nào đó cắn phải. Nhưng rõ ràng, ông ấy đã phát hiện ra một số tình trạng da kỳ lạ. Và thậm chí là tình trạng kỳ lạ này, ông bắt đầu nghi ngờ nguyên nhân của nó. Chắc phải là do cái chai không đáy điên rồ đó. Ông ấy không thể nghĩ ra lý do gì khác. Dù vậy, ông ấy cũng không thể chia tay với món quà nhỏ bé từ thiên đường này. Ngay cả trong giờ phút đen tối nhất của ông ấy, uống một vài ngụm luôn giúp xoa dịu thần kinh của ông ấy. Ông cân nhắc việc lê la đến phòng khám miễn phí với hy vọng rằng họ có thể chữa khỏi cho ông, hoặc ít nhất là cho ông biết da bị bệnh gì. Nhưng ông ta nghĩ thêm về lựa chọn này. Điều gì sẽ xảy ra nếu ông ta có một ký sinh trùng ngoài hành tinh chưa ai từng thấy trước đây?
Họ có thể nhốt ông ta trong phòng thí nghiệm của chính phủ hoặc một thứ gì đó tương tự. Không, ông biện minh, tốt hơn hết là hãy đợi nó hết. Ông ta sẽ ngủ để quên đi. Có thể nó sẽ hết. Trong tuyệt vọng, gã bợm rượu lê mình trên sàn nhà, hy vọng ít nhất có thể tìm thấy một chút an ủi nào đó khi tránh xa sự tiếp xúc của con người. Ông ta tự nhốt mình vào phòng ngủ của mình, trong khi vẫn còn có thể đóng cửa. Những nếp da thừa trên bàn tay của ông ấy khiến ông ấy làm mọi thứ rất khó khăn. Lớp da thừa quá nặng khiến ông ấy không thể đi lại nhiều để mang theo tất cả số cân nặng thêm trên đó. Ông nằm trên sàn phòng ngủ, tránh xa mọi thứ và hy vọng rằng ngày mai khi tỉnh dậy, đây sẽ chỉ là một giấc mơ. Thứ duy nhất mang lại niềm an ủi cho ông là cái chai không bao giờ cạn. Thứ mà bây giờ dù đã ở trong tình trạng tồi tệ, ông vẫn luôn giữ nó ở bên cạnh. Rốt cuộc, ông ta biện minh, uống thì cũng đã uống rồi, thưởng thức một ít đồ uống ngon thì hại gì. Một tuần sau, tình trạng của ông ấy vẫn chưa hết. Chủ nhà đã trở lại và lần này ông ta không chấp nhận việc bị ngó lơ. Chủ nhà không được phép vào căn hộ của người thuê mà không được phép. Nhưng ông ta không quan tâm. Ông ta sử dụng chìa khóa của mình để mở khóa cửa và đi vào trong. Tình trạng của căn hộ thật kinh khủng. Đồ đạc bị vỡ nát, sàn nhà phủ đầy rác rưởi không thể xác định được và có một mùi hôi thối bốc lên trong không khí. Chủ nhà muốn nôn khi toàn bộ trọng lượng của mùi mốc ập vào mặt ông ta, như thể ai đó đã sống ở đây mà không có bất kỳ thông gió nào, với tất cả các cửa sổ được đóng chặt và bịt kín. Một tiếng động đột ngột từ phòng tắm thu hút sự chú ý của ông ta. Tất nhiên, chủ nhà nghĩ rằng tên bậm nhậu già đó đang trốn trong đó. Ông nghĩ rằng, tôi sẽ không tìm thấy ông ư. Chủ nhà đi về phía phòng tắm, quyết tâm lấy số tiền mà ông ta đang bị nợ. Nhưng những gì chờ đón ông ta khi ông ta bước qua cánh cửa không phải là gã bậm nhậu nữa. Nó thậm chí không phải là con người. Sinh vật trong phòng tắm là một đống lớn các nếp gấp da. Các vạt da đã phát triển quá lớn và cồng kềnh đến mức gã bậm nhậu bên trong hầu như không thể di chuyển. Chúng mọc lên trên khắp cơ thể, bao phủ ông ta khiến ông ta trông giống như một loại hải sâm ngoài hành tinh nào đó hơn là một con người. Chủ nhà loạng choạng lùi lại phía sau, hét lên kinh hoàng khi nhìn thấy cảnh đó. Không thể hiểu được những gì ông ta đang nhìn thấy. Một cách ngẫu nhiên, sinh vật phản ứng với tiếng ồn và một làn sóng chuyển động lan rộng trên bề mặt của nó. Nó bắt đầu di chuyển, mặc dù không có bất kỳ cái chân nào. Chủ nhà sợ hãi đến mức không nhận thấy chai thủy tinh đột nhiên rơi ra từ giữa các nếp gấp da của sinh vật khi nó bắt đầu di chuyển về phía ông. Vẫn là chai rượu đó, với lượng rượu bằng 3 ngón tay bên trong. Làm thế nào mà một cái gì đó như thế này có thể xảy ra? Gã bậm nhậu đã tìm thấy ký sinh trùng hay căn bệnh gì từ chiếc lọ thần kỳ kia? Đáng buồn thay, cái chai không bao giờ cạn này không phải là một phép màu mà là một lời nguyền, và người đàn ông tìm thấy nó vào đêm đó chỉ trở thành một nạn nhân khác của thứ mà tổ chức SCP đặt tên là SCP-420. SCP-420 trông giống như một cái chai hoàn toàn bình thường của một loại rượu phổ biến nhất định. Thậm chí nó còn mang nhãn của một thương hiệu thông thường. Trong chai luôn chứa một lượng nhỏ chất lỏng bí ẩn được gọi là SCP-421. Nếu chất lỏng này được đổ ra ngoài, SCP-420 sẽ luôn tự bổ sung lại. SCP-421 còn hiệu lực, nó không thể phân biệt được về mặt vật lý, hóa học và phân tử với rượu whisky thông thường. Mặc dù việc uống rượu sẽ mang lại tác động lớn hơn nhiều so với rượu mạnh nhất, tuy nhiên, khi SCP-421 được đổ ra khỏi SCP-420, nó trải qua một sự biến đổi kỳ lạ. Cuối cùng, mất hiệu lực và thay đổi cho đến khi không thể phân biệt được về mặt vật lý, hóa học hoặc phân tử với nước tiểu. Việc uống SCP-421 dẫn đến một sự biến đổi kỳ lạ được gọi là SCP-422. Trong 6 giai đoạn, trong giai đoạn 1, bắt đầu 12 giờ sau khi uống, đối tượng sẽ bắt đầu khó nói, dẫn đến việc nói ngọng không giống với say như bình thường. Móng tay, móng chân và tóc của họ sẽ bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh, nhưng cũng trở nên giòn và dễ gãy. Móng tay bị gãy quá nhanh thường dẫn đến chảy máu và nhiễm trùng. Tổ chức SCP đã thành công trong việc chữa khỏi SCP-420 nếu người bị ảnh hưởng vẫn còn ở giai đoạn 1. Điều trị nó như thể nó là một dạng ung thư bằng bức xạ và hóa trị, cũng như cung cấp liên tục và tĩnh mạch chất 420A09T, T174B. Các nạn nhân được điều trị như vậy có tỷ lệ hồi phục 73%, nhưng tỷ lệ tử vong là 21%. Từ giai đoạn 2 trở đi, giao thức này có thể làm chậm sự lây lan của SCP-422, nhưng sẽ không ngăn chặn nó hoàn toàn. Trong giai đoạn 2, bắt đầu từ 1 đến 2 tuần, sau giai đoạn 1, da của đối tượng bắt đầu thể hiện các đặc tính tương tự như tóc và móng tay ở giai đoạn 1, trở nên khô, giòn và dễ nứt. Khi lớp da cũ bong ra, lớp da mới của đối tượng bắt đầu phát triển với tốc độ nhanh, cuối cùng tạo thành cái nếp da dài trên khắp cơ thể đối tượng. Các vạt da phát triển bên trong miệng cản trở lời nói và cuối cùng khiến đối tượng bị câm.
nhưng dường như không còn chơi việc thử và ăn uống. Thật vậy, các đối tượng ở giai đoạn 2 thể hiện sở thích ăn uống mới, có thể do cơ thể đối tượng cần bổ sung chất dinh dưỡng và calo để xây dựng lớp áo giáp ngày càng nặng nề của làn da dày chai sạn kia. Đối tượng ở giai đoạn 2 sẽ ăn bất cứ thứ gì họ có thể chạm vào, và nhiều khi người chết sau khi cố gắng ăn những vật có độc hoặc không ăn được. Trong giai đoạn 3, bắt đầu từ 3 đến 6 tuần sau giai đoạn 2, các sợi thần kinh trong lớp da phát triển không kiểm soát được, nhưng không còn kết nối với hệ thống thần kinh trung ương của nạn nhân. Xét nghiệm di truyền của da trong giai đoạn này cho thấy DNA của nó đã bị đột biến đến mức không thể xem được là con người nữa. Trên thực tế, nó là một sinh vật riêng biệt và rất vô nhân đạo, hoạt động như một loại ký sinh trùng phát triển từ vật chủ là con người. Da có thể phát triển các khối giống như khối u, có vẻ tương tự như các tế bào cơ và bài tiết của con người. Tóc và móng tay mọc ngẫu nhiên từ khối da. Đến giai đoạn 4, bắt đầu từ 3 đến 7 ngày sau giai đoạn 3, da đã trở thành một khối dày. Các nếp gấp bao phủ hoàn toàn vật chủ đến mức họ biến mất hoàn toàn. Da bắt đầu biểu hiện những chuyển động co giật ngẫu nhiên, như thể nó thực sự là một sinh vật. Cuối cùng, cũng đã trở thành một dạng sống và thử nghiệm cơ thể mới của mình. Đối tượng vẫn tiếp tục ăn, mặc dù kết quả quét não cho thấy họ không còn kiểm soát được miệng. Thay vào đó, thực thể da buộc miệng di chuyển bằng cách di chuyển những phần da gắn vào miệng. Các lỗ nhỏ bắt đầu hình thành trên da, cuối cùng phát triển thành các đường hầm hẹp hoặc cổ họng, dẫn đến trở lại cơ thể hiện đã bị mắc kẹt của đối tượng bất lực. Đối tượng vẫn còn đói cồn cào và sẽ ăn bất cứ thứ gì họ có thể đưa vào miệng. Trong giai đoạn 5, bắt đầu từ 1 đến 2 ngày sau giai đoạn 4, da bắt đầu chuyển động theo các mô hình, cho thấy trí thông minh thô sơ. Da mặc dù vẫn còn gắn liền với chủ thể ban đầu, nhưng bây giờ hoàn toàn và rõ ràng không phải là con người. Nó là sinh vật riêng biệt. Nó có thể di chuyển theo cách riêng của mình, kéo theo vật chủ bị mắc kẹt theo. Nó di chuyển và kiếm ăn theo cách của một con amip lớn. Nó kiếm ăn bằng cách bài tiết một loại enzyme tiêu hóa lên thức ăn và sau đó bao bọc các chất dinh dưỡng bằng các nếp da của nó, không khác một con amip bao quanh thức ăn của nó. Thức ăn được đưa vào cổ họng. Những đường hầm này nối bên ngoài da với vật chủ, hiện đã hoàn toàn được đặt dưới nước, nay được kết nối trực tiếp với hệ thống tuần hoàn của vật chủ và hoạt động như các miệng bổ sung. Chúng có thể tiêu thụ các chất dinh dưỡng được di chuyển xuống chiều dài của chúng bởi các sợi lớp và tiếp tục bị phá vỡ bằng cách mài các mảng sừng trước khi được đưa vào cơ thể vật chủ. Hầu hết các vật chủ sẽ ở trong giai đoạn 5 vô thời hạn, mặc dù vẫn còn giai đoạn 6 nguy hiểm hơn nhiều chưa đến. Tại thời điểm này, vẫn chưa biết yếu tố nào kích hoạt SCP-422 phát triển sang giai đoạn 6. Hiện có rất ít thông tin về giai đoạn 6, mặc dù người ta biết rằng nó liên quan đến sự phát triển của da và chất sừng nhanh hơn, dẫn đến sự gia tăng đột ngột về kích thước và khối lượng. Có lẽ phần đáng sợ nhất của toàn bộ quá trình biến đổi là vật chủ vẫn sống trong suốt quá trình, và đôi khi ngay cả sau khi SCP-422 đã ổn định thoải mái với cuộc sống mới ở giai đoạn 5. Rất tiếc, hầu hết các vật chủ sẽ hoàn toàn bị điên loạn vào thời điểm này, mặc dù các kết quả quét não cho thấy một số ít vẫn tự nhận thức được bản thân và khá bình tĩnh. Có lẽ dần dần chuyển sang trạng thái giống như thiền khi họ chấp nhận số phận của mình. SCP-420 được cất giữ trong một tủ tại một địa điểm không được tiết lộ do tổ chức duy trì, và nó chỉ được đưa ra khỏi tủ này bởi các nhân viên SCP có giấy phép hoạt động cấp 3 trở lên. Nó đã được xếp loại là an toàn bởi vì mặc dù bản chất kinh hoàng của các tác động của nó, ít nhất nó không di chuyển đi đâu cả. Các mẫu SCP-421 không được sử dụng để thử nghiệm, cần được lưu trữ trong thùng chứa được đánh dấu SCP-421 Decon trong tủ khóa 1014-420 cho đến khi chúng mất hiệu lực. Lúc đó, chúng có thể được xử lý như một loại chất thải lỏng sinh học nguy hiểm. Các nạn nhân bị nhiễm SCP-422 không lây nhiễm và cần được giam giữ trong khu biệt giam an toàn tiêu chuẩn cấp D. Khi đạt đến giai đoạn 3, các đối tượng sẽ nhận được khẩu phần ăn gấp đôi do mức độ nguy hiểm cao độ của giai đoạn 6. Bất kỳ đối tượng nào đạt đến giai đoạn 4 cần được theo dõi chặt chẽ để phát hiện các dấu hiệu cho thấy tình trạng có thể tiến triển thêm. Trong trường hợp đó, họ phải bị tiêu hủy ngay lập tức. Biết được số phận sắp đến với các nạn nhân của SCP-420 sẽ khiến bất kỳ ai cũng phải suy nghĩ lại về việc uống hết một chai rượu ngẫu nhiên mà bạn tìm thấy trên đường phố. Mặc dù tôi nghĩ nó cũng chỉ là logic thông thường mà thôi. Bây giờ, hãy xem thêm một video khác từ các hồ sơ của Tiến sĩ Bob, SCP-747, Trẻ con và Búp bê để biết về một kiểu biến đổi khó chịu khác. Và hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng ký và bật thông báo để không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi nghiên cứu ngày càng sâu hơn và rõ hơn về các con lưu trữ bí mật của tổ chức SCP.